Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Về việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra một vụ tai nạn tại hầm lò than Vạc Xanh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nằm trên địa phận thành phố Uông Bí, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên. Cụ thể được biết, vụ tai nạn lao động trên đã xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ tối ngày 26 tháng 8 tại vận chuyển số 3 đào từ lò thượng cộng 50 trên cộng 80 Việt Nam, khu cánh gà, phân xưởng khai thác 3, công ty cổ phần than Vàng Xanh thành phố Uông Bí. Nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng trên là 4 công nhân hiện đang làm việc tại công ty than Vàng Xanh. Sau khoảng hơn 1 tiếng xảy ra tai nạn, thi thể của 4 nạn nhân đều đã được tìm thấy và đưa ra ngoài. Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định gồm anh Lương Hoài Nam, sinh năm 1993, quê xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình; Trương Văn Đại, sinh năm 1990, quê phường Vàng Xanh, thành phố Uông Bí; Nguyễn Đức Thảo, sinh năm 1988, quê Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình; và Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1987, quê Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Trước đó, nguyên nhân sơ bộ về vụ tai nạn được đưa ra là do thời tiết xấu. Trên địa bàn thành phố Uông Bí xảy ra nhiều trận mưa lớn với lưu lượng từ 30 đến 70 mm, nên dẫn đến việc bị ngấm nước tại khu vực mỏ than Vàng Xanh. Chính vì vậy, qua quá trình nhóm công nhân làm việc đã bị bùn và than trôi từ thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân cùng các lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công ty cổ phần than Vàng Xanh và các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký và quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy thống nhất phân công Phó Chủ tịch Vũ Văn Diện lên chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường và thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công ty cổ phần Than Vàng Xanh phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Uông Bí điều tra làm rõ, đồng thời tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Mỗi gia đình nạn nhân tử vong đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng. Do tình hình thời tiết xấu trước sự cố tai nạn lao động trên ở Quảng Ninh, thì vào cuối tháng 7, mưa lớn cũng là một trong những tác động khiến đèo Bảo Lộc tại Lâm Đồng bị sạt lở, khiến ba cảnh sát giao thông ra đi mãi mãi. Cụ thể, vào chiều 30 tháng 7, bờ ta luy cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập, đã vùi lấp hoàn toàn mái hiên sinh hoạt phía sau và khu vực nhà để xe của chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Toàn bộ đất đá tràn ra, chắn ngang quốc lộ 20 phía trước chốt cảnh sát giao thông. Tại thời điểm đó, có một xe khách loại 52 chỗ chạy ngang qua cũng bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ. Rất may, toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn. Tuy nhiên, tại thời điểm sạt lở, trong chốt vẫn còn các cán bộ chiến sĩ đang trực. Đến tối ngày 30 tháng 7, thi thể của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị vùi lấp được tìm thấy. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981, Thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977 và Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990. Được biết, khoảng 14 giờ 30 ngày 30 tháng 7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc để cùng người dân di rời phương tiện, trang thiết bị. Thì một lượng đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ công an và người dân kể trên. Theo ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người thiệt mạng là do lượng mưa quá lớn và bất thường. Tại buổi làm việc trực tiếp ở hiện trường, ông Hiệp báo cáo lượng mưa tập trung ở đèo Bảo Lộc quá lớn và bất thường. Trong 3 ngày tới tiếp tục mưa lớn, việc cứu hộ cứu nạn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng sẽ sớm nối lại hoạt động giao thông trên quốc lộ 20 và hoàn tất cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận cũng cho biết thêm, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang có 163 điểm sạt lở đất và có nguy cơ cao. Trong bối cảnh giao thông Lâm Đồng bị chia cắt, ông đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bảo trì bảo dưỡng các tuyến đường do Bộ quản lý. Trong báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hiện trường sạt lở, ông Trương Minh Dương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lưu lượng mưa tập trung ở đèo Bảo Lộc quá lớn, gần gấp 4 lần lượng mưa trung bình của tỉnh Lâm Đồng. Các khu vực lân cận, lượng mưa tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, đây là sự cố hy hữu, yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tập trung lực lượng cứu hộ để tìm kiếm người mất tích và thông tuyến đèo Bảo Lộc, nối lại hoạt động giao thông. Quan trọng hơn cả là phải đảm bảo an toàn cho những người làm công tác cứu hộ, không được chủ quan khiến thiệt hại thêm nghiêm trọng.
Vụ sạt lở tại chốt cảnh sát giao thông Madagui, đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh. Các chiến sĩ hy sinh gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và Thượng úy Lê Quang Thành. Ai cũng đau xót trước cảnh thi thể các nạn nhân đầy vết chảy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc gây ra. Tại khu vực đặt 3 thi thể cảnh sát giao thông, tiếng người thân khóc nấc khi đến nhìn mặt con cháu, chồng lần cuối đã làm cả trung tâm y tế không khỏi xót thương. Hiện các anh đã về với đất mẹ. Ngành chức năng cũng đã truy thăng quân hàm, tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cũng như cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ. Song nỗi xót xa khôn nguôi vẫn nặng lòng người ở lại. Kể từ khi nhận được tin liệt sĩ Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, căn nhà cấp 4 của gia đình bà Hoàng Thị Xuyến, 64 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, luôn trộn rộn bước chân của người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi đau mất mát suốt những ngày qua. Kể từ khi nhận được hung tin đến nay, bà Xuyến không gượng dậy được vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Sau khi học xong cấp 3, Ánh Sáng đi nghĩa vụ. Sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ra trường, Đại úy Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm cảnh sát giao thông Madagui. Do công việc bận rộn nên Đại úy Lê Ánh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm mẹ. Mỗi năm anh chỉ sắp xếp 1-2 lần để về quê. Hơn một năm nay, phần vì công việc bận rộn, phần nữa là chuẩn bị cưới vợ nên anh chưa có dịp về thăm mẹ. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi cả gia đình đang chờ đón ngày trọng đại nhất của liệt sĩ Lê Ánh Sáng thì tai họa bất ngờ ập xuống. Mọi người trong gia đình và họ hàng đã chuẩn bị chu tất, thiệp hồng cũng đã phát đi, ngày cưới đã ấn định. Thay vì đón chờ ngày cưới, giờ đây mọi người lại đang đau đớn chuẩn bị lo hậu sự, đón thi thể của liệt sĩ về với đất mẹ. Trước đó vào sáng ngày 2 tháng 8, tại thành phố Đà Lạt, lễ truy điệu Thiếu tá Lê Quang Thành được Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lúc 6:30, lễ di quan lúc 7 giờ cùng ngày. Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Khắc Thường diễn ra lúc 7 giờ ngày 2 tháng 8, lễ di quan lúc 7:30 cùng ngày. Tại thành phố Bảo Lộc, lễ truy điệu Đại tá Lê Ánh Sáng diễn ra lúc 12:30 ngày 2 tháng 8, lễ di quan lúc 13 giờ cùng ngày. Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành được người nhà an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Riêng Đại úy Lê Ánh Sáng, theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Trung tá Nguyễn Văn Hoành, trưởng Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, chính quyền và nhân dân xã Tân Lâm Hương nói riêng, người dân Hà Tĩnh nói chung rất đau xót trước sự hy sinh của liệt sĩ Lê Ánh Sáng và đồng đội. Trong những ngày qua, đơn vị đã luôn cắt cử cán bộ túc trực chia sẻ sự đau thương mất mát cùng gia đình, đồng thời chuẩn bị chu toàn nhất cho công tác đón nhận thi thể liệt sĩ Lê Ánh Sáng, dự kiến sẽ về đến quê nhà vào sáng ngày 3 tháng 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!